Mỹ Vân mến chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng sức khỏe rất phổ biến, không chỉ ở những đối tượng đặc biệt như thai phụ hoặc người bệnh, mà cả người bình thường cũng có thể thỉnh thoảng gặp phải. Thiếu máu do thiếu sắt sẽ để lại nhiều ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe và có nhiều dấu hiệu nhận biết qua các biểu hiện trên cơ thể. Và trong đó, dễ nhận thấy nhất đó chính là biểu hiện da. Và trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay, Mỹ Vân xin kính mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về chủ đề này trong chương trình Sống Khỏe Mỗi Ngày hôm nay quý vị nhé. Mặc dù chất lượng cuộc sống ngày một cải thiện, chế độ dinh dưỡng ngày càng tốt, tuy nhiên nhiều người vẫn gặp tình trạng thiếu máu do thiếu sắt gây ra. Sự ảnh hưởng của thiếu máu do thiếu sắt rất dễ nhận thấy, khiến móng tay, da, tóc và môi thay đổi, nhịp thở, nhịp tim đều bị ảnh hưởng, cơ thể dễ bị mệt mỏi, đau đầu. Những dấu hiệu trên sẽ giúp nhận biết tình trạng thiếu máu do thiếu sắt. Tình trạng thiếu máu do thiếu sắt sẽ khiến sức khỏe bị ảnh hưởng rất nhiều nếu như không kịp can thiệp. Vì vậy, nhận biết sớm tình trạng thiếu máu do thiếu sắt chính là giúp chúng ta có những can thiệp kịp thời, đảm bảo sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống. Dạ thưa bác sĩ, tình trạng thiếu máu thiếu sắt thường sẽ có những biểu hiện như thế nào ạ? Khi mà bệnh nhân bị thiếu máu thiếu sắt thì bệnh nhân sẽ rất là dễ mệt mỏi, những cái vận động của bệnh nhân sẽ giảm chất lượng, đồng thời là bệnh nhân rất là dễ mất tập trung, không tỉnh táo và hệ miễn dịch cũng kém nên rất là dễ nhiễm bệnh. Bên cạnh những cái vấn đề về hoạt động thể chất cũng như là miễn dịch thì chúng ta sẽ thấy biểu hiện là da của bệnh nhân rất là xanh xao, niêm mạc nhợt, lưỡi của bệnh nhân cũng sẽ mất đi cái gai, chúng ta sẽ thấy không có rõ gai lưỡi nữa và bệnh nhân sẽ nhận thấy là móng của mình rất là dễ bị giòn và gãy, tóc thì rụng nhiều hơn. Dạ thưa bác sĩ, có những nguyên nhân nào gây nên bệnh thiếu máu thiếu sắt ạ? Đối với tình trạng thiếu máu thiếu sắt thì chúng ta có thể gặp phải khi mà bệnh nhân giảm cái lượng hấp thu của sắt, những đối tượng mà cần sắt nhiều hơn như là trẻ em đang tuổi dậy thì này, hoặc là đang độ tuổi phát triển về thể chất, hoặc là ở phụ nữ có thai cho con bú, hoặc là phụ nữ chúng ta có những giai đoạn mà kinh nguyệt thì chúng ta sẽ bị mất máu nhiều, cũng dẫn đến tình trạng thiếu máu thiếu sắt. Ở những cái trường hợp mà bệnh nhân ăn kiêng dẫn đến sự thiếu hụt về vi lượng, hoặc là trong những cái trường hợp mà bệnh nhân giảm hấp thu sắt do đường ruột bị viêm chẳng hạn, hay là bệnh nhân có sử dụng một số loại thực phẩm như là trà, cà phê dẫn đến giảm cái hiện tượng hấp thu sắt này. Ngoài ra có thể là bệnh nhân bị mất máu mãn tính như là bị xuất huyết tiêu hóa, hoặc là bị xuất huyết trong đường tiết niệu, hoặc là bệnh nhân bị một số cái bệnh lý như là ung thư dẫn đến tình trạng mất máu rỉ rả mà bệnh nhân không biết, hoặc là bệnh nhân bị trĩ chẳng hạn. Thì khi mà máu mất dài ngày như vậy thì bệnh nhân cũng rất là dễ gặp phải cái tình trạng thiếu máu thiếu sắt này. Và một cái trường hợp hiếm gặp hơn đó là bệnh nhân bị rối loạn chuyển hóa sắt bẩm sinh. Thì ngoài cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt thì những đối tượng bệnh nhân đặc biệt này sẽ có những biểu hiện ở những cơ quan khác. Dạ thưa bác sĩ, như vậy chúng ta cần phải bổ sung như thế nào để ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thiếu sắt ạ? Chúng ta cần phải có chế độ dinh dưỡng phù hợp để cung cấp đủ dưỡng chất cho bệnh nhân, cho từng cái đối tượng. Ngoài ra thì những cái nguyên nhân ví dụ như là bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, đường niệu, hoặc là bệnh nhân bị nhiễm dung sáng thì chúng ta cần phải điều trị về nguyên nhân để ngăn chặn cái tình trạng mất máu mãn tính này xảy ra. Và nếu mà tình trạng thiếu máu thiếu sắt này đã được xác định thông qua việc xét nghiệm máu thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân bổ sung. Đối với những cái trường hợp mà mất máu nhẹ hoặc trung bình thì bệnh nhân sẽ được khuyến cáo là điều chỉnh chế độ dinh dưỡng và bổ sung viên uống. Trong những trường hợp nặng thì chúng ta mới tiến đến cái việc là tiêm truyền thôi. Và việc bổ sung sắt này cần phải có một cái thời gian dài. Ngay cả khi mà chúng ta xét nghiệm máu thấy bệnh nhân đã ổn định thì sắt vẫn cần phải được bổ sung để có thể duy trì được kết quả này dài lâu hơn. Xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ đến từ bác sĩ Hoàng Liên ạ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ạ.